Chào các bạn, trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đưa ứng dụng xuống HANTAP 3 và cách gỡ ứng dụng khỏi HANTAP 3. Nếu các bạn chưa xem video đó thì các bạn có thể click vào đây để xem video mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên, nếu các bạn áp dụng cái cách trong video mình vừa giới thiệu cho folder thì sẽ không làm được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa folder xuống HANTAP 3. Bây giờ mình sẽ đưa folder này xuống HANTAP 3 thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ click phải chuột vào folder. Sau đó chọn Send to Desktop Read Source Group. Sau đó mình sẽ click phải chuột vào folder dự tạo source group. Như các bạn đã thấy thì ở đây vẫn chưa có một bin to tab bar. Bây giờ mình sẽ chọn property. Trong mục này mình sẽ nhập Explorer. Các bạn nhớ cách ra giữa chữ R và chữ C sẽ có một khoảng cách. Để thay đổi icon, mình sẽ chọn mục này. Ở đây mình sẽ chọn biểu tượng này. Ok. Ok. Bây giờ các bạn click chuột phải. Thì ở đây các bạn đã thấy đã có mục Bin to Tab Bar. Mình sẽ chọn vào đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử bằng cách click vào đây. Mình xin tạm kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.